Xin chào tất cả các bạn đã quay trở lại với FPT Search Channel. Oppo Find X3 Pro có tính năng gì mới? Hãy cùng mình trải nghiệm trong video này nhé. Nhưng mà trước tiên thì chúng ta phải khui hộp sản phẩm trước đã chứ. Một chiếc hộp thật là to. Bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau khám phá bên trong hộp nha. Đầu tiên khi mà mở hộp ra, các bạn sẽ thấy thông tin đặt trước máy với phần quà tặng là đồng hồ Oppo Watch. Tiếp theo là một thư cảm ơn đến từ Oppo. Và ở đây là một số những cái thử thách trong campaign Find X3 Pro. Và tiếp theo chúng ta sẽ có hộp retail của sản phẩm. Khi mà các bạn mua sản phẩm thì sẽ nhận được cái hộp nhỏ này. Ở bên trong đầu tiên sẽ là chiếc Oppo Find X3 Pro. Mình sẽ để máy qua một bên để khám phá những cái phụ kiện bên trong trước nhé. Phụ kiện của Oppo Find X3 Pro khá là đầy đủ. Chúng ta sẽ có củ sạc nhanh SuperVox này. Tiếp theo là một cái cáp sạc USB-C. Và cuối cùng là một tai nghe nữa. Rồi, bây giờ thì mình sẽ cho các bạn xem một vài cái tính năng mới cũng như là thú vị trên chiếc Oppo Find X3 Pro nha. Đầu tiên, đó chính là một tính năng mà mình chắc chắn là các bạn sẽ không tìm thấy trên bất kỳ một chiếc smartphone nào cả. Đó chính là chụp ảnh với camera kính hiển vi. Và ở bộ 4 camera sau của máy thì đây chính là camera kính hiển vi. Xung quanh thì các bạn sẽ thấy nó có một cái vòng đèn. Và khi mà các bạn chuyển qua chế độ chụp kính hiển vi thì cái vòng đèn này sẽ được bật sáng. Tại sao phải cần có cái vòng đèn này? Bởi vì khi mà các bạn chụp bằng cái tính năng kính hiển vi thì cái khoảng cách lấy nét của chúng ta rất là gần. Các bạn cần phải để cái chủ thể sát cận với lại cái điện thoại của mình luôn. Giống như cái điện thoại mình gần như là chạm vào cái chủ thể mình cần chụp. Vì vậy cần phải có đèn để bù sáng để cho các bạn có thể chụp được. Và ở đây thì mình đang mở cái giao diện chụp kính hiển vi. Các bạn có thể thấy là nó khá là rung lắc, cho nên là khi chụp thì các bạn cũng nên phải vững tay lái một chút xíu để có thể canh và chụp được nha. Rồi giờ thì mình sẽ tiến hành chụp nhé. Và đây là một trong những bức ảnh mình đã chụp bằng cái tính năng là kính hiển vi, cũng khá là thú vị đúng không? Đây đều là những cái thứ mà thông thường mình sẽ không có nhìn sâu vào và cũng không biết là nó sẽ có những cái cấu trúc như vậy. Khi mà lần đầu cầm máy Find X3 Pro này thì cả văn phòng mình nháo nhào lên bởi vì cái tính năng chụp ảnh kính hiển vi. Tuy nhiên mà sau tất cả mọi thứ thú vị mà cái cảm giác thấy thích ban đầu thì camera kính hiển vi còn lại gì? Và mình nghĩ là cái camera kính hiển vi này cũng không phải là cái mà các bạn có thể ứng dụng vào chụp ảnh hàng ngày của mình đâu. Nhưng mà nó cũng nói lên cái nỗ lực của nhà sản xuất rất là nhiều khi mà cố gắng mang đến cho người dùng một cái trải nghiệm mới. Và với cái camera kính hiển vi này thì các bạn có thể chụp ảnh và thiết kế những cái trò chơi với bạn bè của mình, kiểu như là nhìn gần đoán xa chẳng hạn. Và không biết là các bạn có tự tin để có thể đoán được những hình ảnh sau đây mình chụp là chụp từ cái gì không nha. Theo nữa mà mình muốn giới thiệu cho các bạn cũng trong phần camera của Oppo Find X3 Pro luôn, đó chính là tính năng quay video chuyên nghiệp. Các bạn sẽ tìm thấy tính năng này khi bấm vào phần thêm nữa và bấm vào chế độ phim. Thì tính năng quay video chuyên nghiệp không phải là một cái tính năng mới xuất hiện trên điện thoại. Tuy nhiên ở chiếc Oppo Find X3 Pro thì nó sẽ mang đến cho các bạn rất là nhiều những cái tùy chọn khác nhau và có thể nói là đầy đủ nhất ở thời điểm hiện tại luôn. Ở đây thì các bạn có thể điều chỉnh những cái góc khi mà chúng ta quay nè, giống như là góc rộng, góc trung và góc cận. Thì đây là ba cái góc quay phổ biến khi mà các bạn quay phim. Tuy nhiên thì cái này chúng ta phải chọn trước khi mà quay nha. Còn một khi đã bấm vào quay rồi thì không có lựa chọn được nữa, mà chúng ta chỉ có thể điều chỉnh những cái thông số bên cột bên phải này thôi. Ngoài ra thì trong chế độ quay phim của Oppo Find X3 Pro nó còn có cái tính năng là quay video với định dạng lock cho các bạn. Thì khi mà các bạn quay video ở định dạng này thì màu sắc nó sẽ rất là nhạt để cho các bạn có thể dễ dàng hậu kỳ và thêm màu ở về sau. Đối với những bạn nào thích quay phim mà kiểu quay phim chuyên nghiệp thì các bạn sẽ rất là thích cái định dạng này bởi vì nó sẽ dễ dàng chúng ta xử lý về sau hơn. Ngoài ra thì chúng ta cũng có hai cái tính năng quay rất là quen thuộc nữa, đó chính là HDR này và quay video siêu ổn định. Thì mình cực kỳ thích cái siêu ổn định này luôn, bởi vì khi mà bật lên thì cái máy của mình kiểu khi mà mình có đi thì cái hình ảnh nó vẫn rất là mượt mà. Và
Và ngoài ra ở bên cột bên phải này, các bạn sẽ có thể điều chỉnh một số cái thông số khi mà quay, như là EV nè, AF rồi ISO nữa. Khi mà chúng ta bấm quay thì các bạn vẫn có thể điều chỉnh những cái thông số này để có thể quay ra được một cái video ưng ý nhất. Với những bạn nào mà thích quay phim, đặc biệt là quay phim trên điện thoại thì cái tính năng này nó rất là phù hợp với các bạn. Các bạn sẽ không cần tải bất kỳ một cái app thứ ba nào cả, mà trong cái phần này đã có rất là đầy đủ cho các bạn điều chỉnh rồi. Và thêm một điều liên quan nữa đến phần camera trên Oppo Find X3 Pro, đó chính là máy có tốc độ lấy nét siêu thần tốc. Và cụ thể tốc độ lấy nét của máy nhanh như thế nào thì các bạn hãy xem ví dụ sau đây nha. Cái này thì nó sẽ ứng dụng rất là tốt vào những cái lúc mà các bạn cần chụp nhanh một cái gì đó, tại vì đôi khi có những cái khoảnh khắc chỉ diễn ra trong chốc lát mà thôi. Và với tốc độ lấy nét siêu nhanh của chiếc Oppo Find X3 Pro này thì các bạn sẽ có thể giữ trọn tất cả những cái khoảnh khắc quý giá xung quanh mình. Và ngoài những cái tính năng mới Oppo trang bị cho camera thì màn hình của Oppo Find X3 Pro cũng là một cái phần đỉnh nhất mà chúng ta không thể nào bỏ qua được. Nhắc lại một chút xíu về những cái thông số ấn tượng của màn hình này, như là độ phân giải 3K nè, khả năng hiển thị 1 tỷ màu sắc khác nhau. Và cái chất lượng hiển thị trên màn hình của Oppo Find X3 Pro phải nói là siêu đỉnh và siêu mượt rồi. Nhưng mà có một cái mình thấy khá là thú vị, đó chính là cái tính năng công cụ siêu hình ảnh O1. Tính năng này khi mà các bạn bấm vào, nó sẽ cho các bạn hai tùy chọn. Thứ nhất là tăng độ sắc nét hình ảnh video, và thứ hai là cải thiện màu sắc video. Tính năng này các bạn có thể dùng để cải thiện chất lượng video của mình khi mà những cái hình ảnh trong video có cái độ nét thấp hoặc là có một cái màu sắc chưa thực sự ưng ý, thì máy sẽ xử lý và tăng độ nét hoặc là màu sắc video lên tùy theo lựa chọn của bạn. Tuy nhiên với trải nghiệm của mình thì khi mà mình bật cái tính năng là tăng độ sắc nét của video lên á, thì mình không cảm nhận được sự khác biệt nhiều của chất lượng hiển thị trên máy. Có chăng là đôi chỗ sẽ được làm rõ nét hơn thôi, chứ không phải là rõ nét toàn bộ video. Điều này thì mình thấy cũng dễ hiểu thôi, bởi vì khi mà vừa xử lý hình ảnh và vừa hiển thị cho các bạn xem real time là một cái việc cực kỳ khó luôn. Còn với cái mục là tăng độ, cải thiện độ màu sắc của video thì mình thấy là ok, cái này thì nó có hoạt động nè. Tại vì khi mình bật lên á, thì màu sắc của video của mình nó trở nên đẹp mắt hơn rất là nhiều. Có thể thấy là trong lần quay trở lại lần này thì Oppo Find X3 Pro bên cạnh một cái thiết kế mới thì nó còn có rất nhiều những cái tính năng thú vị và độc nhất vô nhị nữa. Sau khi mà mình trải nghiệm thì cái tính năng mà mình cảm thấy thích nhất đó chính là cái camera kính hiển vi này, bởi vì nó mang đến cho mình rất nhiều những cái trải nghiệm mới. Còn với các bạn thì sao? Các bạn thích điều gì nhất ở chiếc Oppo Find X3 Pro thì có thể comment ở bên dưới cho mình biết nhé. Còn bây giờ thì cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn trong những video tiếp theo.